Hay chào bạn, quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game đấu trường chân lý Mobi nha. Ok, đây rồi. Hình nộm lãng du. À, cái hình nộm lãng quên này thì được đấy. Được, 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 được. Cái hình nộm lãng quên này có vẻ như là nó không là kiểu như sao ta? Kiểu giống như là nó cơ bản thôi. À, nó cơ bản là nó sẽ giúp cho mình có ba bộ, nhưng mà ba bộ này nó còn hên xui nha. Có thằng nó có hai bộ giống nhau luôn bạn. Ồ, nó vải đái ở chỗ đó đó. Đao phủ Cardia hộ pháp. Lại vậy à? Sao ta? Tự nhiên cái có một Cardia ở đây nữa, cái là tự nhiên cái lại kiểu cảm giác giống như khá nha. Khá nha. Được đấy, được đấy. Giờ thì mình ép máu xuống nha. À, giờ mình ép máu xuống đi, cái lỡ như mà mình cái nó theo kiểu giống gì sao ta? Ép máu xuống cái mà nó có sẻn á. Một sẻn thôi. Lần này một sẻn thôi. Không cần nhiều, một sẻn thôi là anh em hiểu liền. Một sẻn thôi bạn, chỉ cần bây giờ chỉ cần duy nhất đúng một sẻn thôi. Thơm ngon từ thịt, ngọt từ xương. Thơm ngon từ thịt, ngọt từ xương. Đây rồi. Chà, tới công chuyện nữa ha. Được, 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 được. Cơ bản là bây giờ cố gắng ép máu, phải thua thua chút xíu chứ nha. Được, 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 được. Khá đấy chứ. À, giờ nó có sẵn một cái bạn, bình thường là mình phải tới hai cái đúng không? Giờ nó có sẵn một cái như vậy rồi, để mình đi mình lướt coi ngang qua dòng coi tụi kia nó đi như cái bộ cái đội hình gì. Đã bây giờ mình phải lướt ngang qua mà gọi là có thằng nào trùng ấn không? À, nó mà trùng ấn thì cũng 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 hơi ớn đó nha, tại vì trùng ấn thì nó có thể chọn theo kiểu là giành giành nhau á, thì cũng hơi hơi ấy chút xíu, tại vì cái đội hình nào cũng được hết, nhưng mà cái chiến lợi phẩm ba ngon quá, mà còn hai cái lăng xúc xắc với lại đôi đi đóng giày nữa, kiểu giống như kiểu cảm giác ba chất lượng, nhưng mà giờ chọn một trong hai thôi, mình sẽ bỏ hai cái lăng xúc xắc với hai cái bàn tay này đi, mình để coi nó ra cái gì. Trời, quà sinh nhật, trời đất cô, nhưng mà thôi lấy chiến lợi phẩm vậy. Chiến lợi phẩm được con cái là nếu như mình clear được á, thì mình sẽ có rất là nhiều tiền và trang bị cũng khá là ngon. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Vô liền chứ bạn, đưa đưa vô là húp liền, húp vội cái Cardia liền chứ sao sao lại không được đúng không? Ba Cardia mình hôm qua mình nói rồi, ba Cardia giai đoạn đầu đép máu rất là tốt luôn. Nhưng mà bây giờ mình phải cố gắng thua. Nó hơi ngược chút xíu nha. Biết là giai đoạn đầu cái ba Cardia đép máu tốt rồi, giờ phải làm sao để thua rồi. À, làm sao để thua mới là vấn đề nè. Thua để làm gì? Lấy sẻn. Một sẻn thôi bạn. À, một sẻn thôi là được. Trời ơi, thằng này đồng quê nè. Được đấy chứ. À, được đấy. Đồng quê thì xem. Ui, thằng này nó có hai bơ bóp với lại vệ binh. À, thằng này nó có nhiều lựa chọn lắm. Nếu mà nó đi vệ binh thì nó vẫn ổn luôn á. À, chứ không phải cần phải đi đồng quê đâu bạn, đi vệ binh mà kiểu Ari đó, à, cũng khá ngon đó, thua là được. À, cứ thua là được. Đúng rồi, thua nhiều máu càng tốt. Ép xuống vô 2.4 mà có sẵn là húp liền. À, mà nói thẳng luôn, vô 2.4 mà có sẵn là mình húp vội luôn. Đúng rồi, tuột máu cho nó gấp đi. Nó gấp thiệt gấp, xuống dưới thì khoảng chừng 80 máu đi, bố mày cho gọi là chót bảng luôn cũng được nữa. À, bây giờ là cần thiết nè. À, bây giờ là cần thiết phải chót bảng nè. Ok, tự nhiên cái lại quen quá nha. À, tự nhiên cái lại quen quá quen. Chứ chứ bà không kiểu 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 như hôm qua đã làm một cái Cardia rồi, hôm nay lại cho thêm phát nữa. Hôm qua bạn coi 10 Cardia là bạn biết nó mạnh cỡ nào rồi. Nó không chỉ mạnh mà nó còn phải cứ nói là quá mạnh đó bạn, hiểu không? 10 KDA, 10 Pentakill, trời ơi, dạo này sao mình hay đi được những cái bộ mà nó đẹp đẹp giống vậy nha.
Hôm nay mình hay đi được mấy cái bộ mà nó đẹp đẹp giống giống kiểu vậy, sướng dễ sợ luôn á. Nó phải thế chứ đúng không? Ít ra tao cũng phải cho tao chơi những cái bộ mà nó gọi là nó thượng đẳng như vậy, kiểu cảm giác giống như người kiểu nó thượng đẳng mà chơi nó phải kiểu cảm giác giống như là nó bề trên. Vô bích được cái bộ đó là thấy khỏe liền, khỏi cần nói nhiều. Chứ không cần phải lăn tăn về việc là hay giờ tao úp cấp hay là tao xả tiền hay không, tao đi được bộ đó là tao thắng, khỏi nói nhiều. Khỏi cần phải quan tâm trong cái việc là tao thí dụ giống như đội hình tao có con gì nó không cần biết, mười một cái là lấy tiền. Kiểu giống như mà chơi theo kiểu cái dạng là kêu bạn gì kéo xì dách mà gọi là xì dách á, là xong, hoặc là xì bàn xong, khỏi quan tâm. Bỏ qua thằng Ngũ Linh đi, bỏ qua thằng Ngũ Linh đi, tại sao Ngũ Linh là phải kéo nữa không, kéo nó mệt không, vô là lấy tiền, dục xuống là lấy tiền. Nó nhẹ nhàng đúng không? Cái đội hình này cũng giống vậy, không cần quan tâm ở trong đội hình bạn có cái mẹ gì trong đó, không cần biết. Tao cứ lên 10 là thắng. khỏe re. Vậy nó mới gọi là chơi game chứ. Mà bình thường mà gọi là lăn tăn này kia là để game chơi rồi, mình phải chơi gọi là mình phải chơi game. Chứ không để game chơi được. Đúng vậy. Chết màu thắng thằng này mới tục đi chứ. Thắng thằng này mới tục chứ, thua thằng này là đẹp mà sao lại thắng nhờ, chết màu. Không có sẻn không, may quá không có sẻn, vẫn được không có sẻn vẫn được, không có sẻn vẫn được, tại vì mình đây mình sẽ ra hạng năm này như vậy thì mình ra lần thứ hai, lần lần hai thì khó bạn ơi, lần hai khó lắm, khó chọn. Nếu mà có một sẻn thì thiên nan vạn nan phải không, nó mới có cái thể loại giống như là kiểu chọn được sẵn, chứ còn không thua không có đâu, quên đi. Được quá nha, được quá nha, Ani đẹp dữ vậy trời. Ani gọi là siêu quỷ diệt, 5 KDA liền, bây giờ là 5 KDA liền, ngon lành liền. Vậy thôi mà không biết 5 KDA vậy có thua được không ta, hay là mình phải ép 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 máu xuống nữa để lấy sẻn nè, một sẻn, hoặc là theo kiểu nếu mà chơi chuỗi thắng á, thì hy vọng là sẽ tới cái vòng cuối đó, cái vòng cuối nó sẽ ra một cái ấn KDA đó, mà còn nó ra cái ấn khác thì phải có Pandora, phải có Pandora mới ngon, tại vì nó đổi, còn không nếu không á, thì bạn phải có cái gọi là cái lỗi mà tắt đồ á. Cái lỗi tắt đồ cái đó thì mới được, mới dùng cái sẵn được, chứ còn không là hơi 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 mệt mệt rồi đó. Ok, thua được đúng rồi, thua được đúng rồi, thua là tốt nha bạn, đây là thua là tốt rồi. Hạng 7 rồi, hạng 8 rồi, hạng 6 à, vẫn chưa, hạng 6 chưa chắc nha bạn. Hạng 7, hạng 8 thì cơ bản là anh em có thể giành lần đầu tiên, hên xui. Nếu như mà cái sẻn gần mình thì chắc chắn mình lấy được rồi. Còn hạng 6 như vậy là căng nè, tại vì mình phải ra lần 2. Nó ra hai thằng cuối, nó sẽ ra một lần, xong tới hai thằng tiếp theo. Hai thằng tiếp theo chắc gì mình đã lấy được cái sẻn đâu, tại vì một sẻn là nó húp rồi. Khó lắm bạn ơi. Nghe vô này đau họng quá, vô này nó khan tiếng quá. Ok, ây da, thằng này AFK chết cha luôn. Không, thằng nó không có AFK nha bạn, nó còn đi được kìa. Vậy là nó có AFK không vậy? Nếu mà nó AFK không, thằng này dám là nó kéo xuống nó giành chuỗi lắm chứ, nó quên âm, nó kéo xuống nó giành sẻn lắm. Nó xả máu các bạn, nó xả máu nó giành sẻn lắm á chứ. Nó thấy thấy cái màu mua hàng dự bị đầy nhóc trong đó là hơi nghi nghi rồi. Nó kéo xuống nó giành sẻn ở trong đó chứ, căng hay chứ, căng nha, thấy không? Thằng nào nó cũng có mục tiêu riêng của nó hết bạn không? Nó bạn thấy nó mua hàng dự bị để một đống nhưng mà nó không up level, nó không lên đủ bộ để làm gì, nó xả máu. Cái thằng này nó chắc là nó chờ 3.4 rồi. Thằng này nó có thể chờ 3.4 nè.
Mấy này là mấy thằng kiểu như là nó gian manh lắm, mà không có thằng nào trên đây mà nó gọi là nó gọi là nó không có ý đồ, phải không? Ồ, bởi vậy mình lên đây mình chơi không lại, nên mình là một người thật thà quá, mình quá thật thà đi, cho nên lên đây là không không chơi lại mấy mấy gọi là mấy pháp sư trên đây. Quá đỉnh đi, kẹt ở cái này, cái răng này nó hơi bị lâu rồi đó. Không lên nổi bạn ơi. Mệt thiệt sự luôn á. Bạn cứ nghĩ đi, một ngày chơi mình đâu có chơi nhiều đâu, ngày đi làm từ sáng tới tối, về chơi thì giỏi lắm chơi 2-3 trận thôi. 2-3 trận là cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi chứ bộ. Đúng không? Rồi bạn nghĩ đi, 2 tiếng đồng hồ rồi, chơi được 2-3 trận đi. Bạn top 1 được 1 trận, thua 2 trận là quit luôn. Ở đâu ra điểm bây giờ? Top 1 một trận, 2 trận top 6 là cút mẹ luôn, không bao giờ có đủ điểm luôn, không bao giờ lên được, mình cứ dậm chân tại chỗ hoài. Cay phải không? Mình phải làm sao đó mà khoảng chừng tầm 10 trận đó mà không rớt ra khỏi top 4 đó, thì nó mới qua khỏi cái này được. Nhưng mà khó vậy. Khó quá, mình gọi là thật thà quá, đúng vậy đâu. Thật thà thường thua thiệt. Thật thà thường thua thiệt, trên đây là toàn là mấy quái nhân không à. Thấy nó ép ép máu mình tưởng nó AFK, nó là vậy là có thằng giành top 8 mà ngon quá, ai nhà đâu có, nó ép máu nó giành sẵn. Lừa lừa hết bạn ơi, đời là dối trá, không có gì thật thà đây hết á. Căng nhờ, từ từ máu có Pandora này nè, để coi xảo thuật không thèm. Thôi lấy Pandora đi, lấy Pandora hợp lý. Được luôn, lấy cái này cho con này Neko luôn, quá trâu. Ai à, thằng kia nó out luôn rồi. Ồ, thì vậy thôi được, vậy là không, thằng này là nó chắc là hồi nãy nó deep mạng hay sao đó. Cho nó cảm giác nó thua rồi cho nên là nó bỏ luôn. Ok, bỏ luôn tốt. Rồi mất cái top 8 rồi, giờ chỉ còn top 7 đổ xuống thôi. Quên, top 7 lên đổ lên thôi. Được. Được được, như vậy thì ngon à. Bây giờ bắt đầu là mình có thể cơ bản là 3.4 này mà có sẵn là mình có thể giành được. Trời đất ơi, đùa hoài bộ. Mình chuẩn bị bán con Emily đi nè. Lily của con Lilia chứ, quên con Lilia này đi. Để kiếm siêu sao khác. Tại vì bây giờ mình 6 KDA, 6 thì bán siêu sao đi lấy 5 thôi, 5 là được rồi chứ 6 thì 7 chưa có ấn. Tới bây giờ lại thắng thằng này mới tột nè, thua chứ nhà, thua đi em, đúng rồi, thua đi. Yasuo. Đúng rồi, thua thua, đừng thắng, đúng rồi, good boy. Ông Yasuo cầm cái quyền năng khổng lồ 40 điểm to vãi, to vật vã luôn phải không? Đúng rồi, thua là tốt, thua là tốt. Thua là tốt nha. Đúng rồi, bán đi. Bán đi vậy được rồi, bán đi vậy tốt rồi, mình kiếm siêu sao khác. Mình xấu rồi, kiếm có thể siêu sao 3 tiền cũng được. Vẫn hạng 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 5 chưa ngon, hạng 6 mới ngon, hạng 6 mới ngon. À, căng đấy chứ, căng đấy chứ. Xả xuống kiếm thì sắp sắp 3.4 rồi. 3.4 này là nếu mà có sẵn là vô đổ máu luôn đó nha. Trời đất ơi, thằng này nghèo. Nó có ấn đồng quê mà nó đi hết steel à. Đúng kiểu luôn. Thằng này nghèo rồi. Nghèo chắc luôn. Bạn bạn thấy không, mấy mấy ông ở trên nhóm đó, mấy ông trên nhóm của mình đó vô hỏi cái ví dụ giống như cái hình nộm lãng lãng quên này, nó ba ấn này thì đi cái gì? Mấy ông toàn vô kêu đi hết steel đi. Không quan tâm, đừng quan tâm tới ấn làm gì, đi hết steel. What the fuck? Nghèo này dân nghèo chắc luôn. Thằng cha này nghèo chắc rồi. Thôi khó quá. Nhưng mà ta để cho tao thắng mày nghẹo đúng thiệt, cái thằng này cay vãi. Đây rồi, một sẻng. Ôi hồ, ba sẻng. Ba sẻng thì mày chạy đâu, ba sẻng thì mày chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, trời đời đưa đẩy. Ba sẻng mày chạy đâu à, xin lỗi, ba sẻng mày chạy chỗ nào? Đời đưa thì mình đẩy thôi bạn. Rồi vậy xong rồi, vậy sao mà giờ tao không bán máu nữa, bây giờ tao up level, tao lên theo kiểu là dạng chơi tới chết với mày luôn. Xong rồi, vậy xong rồi bạn. Vậy là đủ tiền à, vậy đủ tiền, không nói nhiều, có sẵn rồi thì mọi chuyện trở nên đơn giản rồi.
Còn lúc mà chưa có sẵn thì còn phải kiếm, cho coi giờ kiếm được rồi thì ok. 3 sẻn bạn ơi, cái trận cho hình nộm lãng du còn thêm 3 sẻn nữa. Cái này là thằng nào đi mấy cái thể loại mà 10 10 10 Benta, 10 Karea hoặc là 9 Tu Đam à. Mấy thằng này là mấy mấy cái thời cơ đã đến rồi. Đó. Ok, được đấy, được. Được đấy, nó phải cỡ thế nó mới hợp lý chứ nhỉ. Ôi thằng này còn nghèo hơn thằng kia nữa. Nhưng mà thằng này xui, thằng này xui. Thằng này xui, nó chưa có năm, thằng này nó có ấn hết steel nè nhưng mà nó chưa có năm hết steel. Thằng này xui hơn thằng kia. Thằng này xui hơn thằng kia. Nhưng mà cũng được, cũng được. Nếu mà nó có ấn mà năm hết steel thằng này khỏe đấy. Thằng này cũng đang đầy máu nữa. Chết cha hồn, chết rồi. Hồn nguy hiểm đó bạn, biết sao? Nè, thằng này mà nó có năm hết steel pha này là nó nâng tầm luôn. À, pha này nó đang thua có chuỗi này, nó nâng tầm luôn, nó nâng tầm làm gì, nó nâng tầm để lên 500 600 điểm luôn. Nổ hũ, mà nổ hũ 100 điểm thì thôi, ở quên 600 điểm thì thôi, ghê lắm, ghê lắm. Mặc dù là mình không phải dân nghèo nhưng mà mình cũng hiểu được nổ hũ 600 điểm là nó kinh hoàng phải không. Nó không phải dân vừa đâu bạn không. Cứ cứ hiểu đi, anh em cứ thấy nó nổ khoảng chừng 600 điểm rồi anh em nên lo lắng đi. Tại vì thằng đó có thể, rất có thể là nó sẽ có thể loại 5 tiền 3 sao về cuối. Nó hoặc là theo kiểu là đột nhiên cái nó ở level 8 mà nhưng mà nó có 11 con. Căng vậy. Ok, thằng này được. Karia bây giờ khỏe rồi, bây giờ có Akali nữa thì quá khỏe rồi. Bây giờ mình đâu cần ép máu nữa, bây giờ mình cứ chơi thôi. Bây giờ đụng lụm thôi bạn, chứ mà giờ bố bị đụng bố bị trụng luôn chứ ngại gì nữa. Ngại chó gì. Được đấy, Akali ra lên như vậy là ngon đấy, biết đâu lên được Akali 2 sớm thì đưa đồ cho một cái cắt và sắt thì thôi khỏi phải bàn nha. Ôi, xẹt qua xẹt lại nhìn nó sướng liền phải không? Nó phải cỡ vậy chứ. Lên 8 thôi, lên 8 để xoay siêu sao. Bây giờ mình chưa có siêu sao. Ok. Trời ơi, còn cái xẻng này mà không ra cái không không sao, quên nữa, mình có Pandora. Mình có Pandora thì khỏi phải, giờ không có chút nữa chắc chắn có, không lý do gì mà mình không có phải không? Giờ không có thì chút xíu tự có, yên tâm. Bây giờ là cơ bản thôi, không giờ là chưa có, chút xíu nữa sẽ có cái gậy quá khổ thôi. Không 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 lo, không lo không lo không lo. Bây giờ làm sao để làm đừng mất máu nhiều quá thôi. Cái gì đây, thằng này nghèo nữa, trời đất ơi, cái trận này toàn dân nghèo không bạn ơi. Cái trận này toàn nghèo không, toàn là hết steel không nè. Trời đất ơi, mà hết steel mày thắng tao là mày ăn cứt rồi con ơi. Ôi nhưng mà thằng này nó mà ghê đấy, tại nó có liên xạ cho nên nó quyết định là nó đi bốn liên xạ với lại 3 hết steel luôn, khủng khiếp đấy nhờ. À, khủng khiếp đấy. Ghê 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 ghê. Không, dân nghiện, dân nghiện, toàn nghiện không, dân này dân nghiện không à, ghê thiệt. Đỉnh cao thật sự luôn. Tự tin dễ sợ luôn á, mình nói thiệt luôn, bạn biết sao mình chơi hết steel mình không có thu về trái ngọt. Không thể nào khác được bạn, tại sao? Tại sao không khác được? Tại vì biết sao? Chút nữa mình chỉ cần xoay mười mấy lần thôi là mình có một thêm một cái vương miện nữa, cái vương miện đó thì nó giúp mình có thêm một slot nữa, mà một slot thì sao? Thì mình khỏi cần phải up chính, mình khỏi cần phải up chính để mình có 10 10 KDA, đỡ 8 thôi là được rồi. Ngon. Ngon, ngon, thơm ngon từ thịt, ngọt từ xương, được. Tại vì mình có sẵn một cái ấn ở trên cái cột rồi cho nên là mình không có quan tâm tới cái việc là một slot làm gì đó, nó có sẵn một cái rồi. Cho nên mình chỉ cần 8 thôi là mình đã có 10 hết 10 KDA rồi nha. Cái siêu sao luôn á. Còn không, nếu mà không có cái cột này thì chúng ta phải chín chín nó mới có 10 được. Hơi khó nhưng mà có cái cột thì đỡ quá.
Bobby cầm cầm ấn Caria là quá ngon, tại bởi sao cặp đôi hoàn hảo Bobby Ari mà. À, đúng rồi, thắng tao hả, ghê đấy, thằng này ghê đấy, gặt ác đấy chứ. À, nhưng mà mình rớt tiền nhiều quá bạn ơi, tiền quá, tiền quá tiền. Vật phẩm kim cương mà, vật phẩm kim cương mà, bây giờ mình chỉ cần up 8 xong mình xoay 16 lần nữa là tự động có chín. À, tự động có chín là quá khỏe luôn. Đây rồi, Seraphine nữa nè, tuyệt vời. À, rồi bây giờ để vậy thì để con nào vô cũng được, tại vì bây giờ chưa kích được, tại vì 7 là tới 10 mới được, 7 hoặc 10, cho nên nó không có ở giữa, cho nên giờ thêm vô cũng thế. Tạm đi, bài này chắc chắn là mình khỏe bạn, bài này chắc chắn là nếu mà mình bây giờ mình chỉ cần ra con Ari nữa thôi là đủ thì phải. Ờ, ra con Ari nữa thôi là đủ, đủ 10 đó. Ừ, nhưng mà phải có để xoay 16 lần cái đã. Trời ơi, dân nghèo đây rồi, dân nghèo đang, ai chà, ghê, 200 điểm rồi, thằng này biết mà, hồi nãy mình nói rồi, mình thắng nó lúc nãy là mình biết là thế nào nó cũng nâng tầm. Thằng này bây giờ nâng tầm được rồi, đội hình đang yếu nữa nè, bài này nâng tầm đẹp. Rồi này gần 4 xị luôn đó chứ, ôi trời, ôi gì thằng này chưa có 5 hết tiêu hả ta, sao nó yếu dữ vậy nè. Ông chắc có 5 rồi đó, ôi, sao mà 5 lên số ít nhờ. Thua phát vậy mà lên 5-60 điểm gì đó. Trời ơi. Chết rồi, nó có con 5 tiền luôn rồi. Mình phải, một là mình lấy con 5 tiền thôi, lấy rồi, khó lắm. Giành kiểu chó gì được, nhưng mà mình lại có Ari. À, mình lại có Ari. Ari này thì tụi nó không lấy đâu, tại vì có cái giáp ở trên. À, toàn dân nghiện không lấy Ari làm gì, đúng chưa? Đúng vậy rồi. Đây rồi, bây giờ chỉ cần có vương miện một cái để vô là có 10 KDA luôn. Trời đất ơi, sao mà nó thơm dữ vậy trời. Ờ, sao mà nó thơm dữ vậy trời. Ok. Bị nước cục quá chứ. Illaoi à, được đấy, Illaoi mua chứ 5 tiền ngon mà, 5 tiền cứng à, 5 tiền này cứng đó chứ không giỡn đâu nha. Nếu Illaoi mà 2 sao thì tốt. Ô, không có. Không có, bây giờ mình thay con này ra, mình lấy hai cái xúc tu mình để vô. À, lấy Lilia ra đằng sau rồi bắt đầu thêm bán con Viego đi. À, bán Viego đi lấy 4 tiền xoay hai phát nữa coi ra gì. Good boy. Oh, good boy. Xong, xong, mày chết, mày chết rồi. À, tụi bay giống như là người chết chưa chôn rồi. Pha này, ôi, pha này, ôi già hết sale khỏe đấy. Không, ghê, 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 ghê. Rồi, nè, bạn coi nè. Bây giờ mình đưa Karia vô là mình có 8, 8 cái mình sẽ thêm một con Ari vô nữa là mình có 9, 9 thêm một slot Seraphine nữa là đủ. Ok chưa? Quá ngon. Thơm dữ vậy trời. Thơm dữ vậy, đúng rồi, lấy cái hút máu cho Akali luôn là khỏi phải bàn. Rồi, để vô đây. Chúng ta có 8 đúng không? 8 thì mình bán con Ani đi. Mình bán con Ani đi, định để con Ari vô. À, để con Ari vô là chúng ta có 9. 9 giờ thiếu một slot Seraphine, mình có thể lấy con Illaoi ra cũng được luôn. Ừ ha. Khoan đã. Oh my god. Vậy tụi bay chết rồi. Mình lấy Illaoi ra nữa là mình có đủ rồi. What the hell? Level 8 đủ luôn hả ta? Chất lượng dữ vậy trời. Chưa có khỏi khỏi cần ấn nha. À, khỏi cần cái vương miện nha. Damn, ghê đó nha. Ông con Akali bây giờ khỏe lắm. Này là chưa có 10 đó nha bạn. À, chưa có 10 đó chứ Akali mà nó có 10 một cái thấy nè, thoát nè, chết chưa? Ghê chưa? Nó đâm qua đâu đấy, đâu nha bạn. Sao va đó sát thương hơi ghê đấy. Nói chà, ok. Trời, Bobby 2 luôn ạ. À. Cuộc chơi gì đây ta? Nè, 10 Garia chưa? À, 10 Garia chưa? Mới có 8 thôi đó bạn, là 10 Garia rồi. Quá đáng. À, đây thật sự là một gọi là quá, rất quá đáng nha. Chơi vậy ai chơi tụi mày nữa? Ôi, what the fuck? Khủng khiếp đấy, khủng khiếp đấy. Ok. Mà 10 10 Caria mà còn
đội hình cỡ này nó đã vậy, còn Bobby 2 nữa, giờ Ari 2 nữa thì ai chơi lại? Dễ nha. Sao nghe đơn giản nhỉ? Ồ, hay đấy, đó cũng là một sự lựa chọn tốt. Trời đất ơi. Khoan đã. Hình như tôi thấy một hiện tượng lạ thì phải nhờ. Giống ba sao lắm. Giống ba sao lắm nha. Ồ, đừng có như vậy mà, giống ba sao lắm á. Tự nhiên tôi thấy giống ba sao dữ lắm nha. Ồ, đưa vô lấy ra cho cái nắm đấm. Đúng rồi, cái nắm đấm này hút máu thêm cũng khá là tuyệt vời. Sao tự nhiên tôi thấy giống ba sao lắm nha. Ồ, nghe thú vị đấy. Đây nè, đây nè, giống lắm nha. Ồ, cái pha này giống đấy. Anh em sinh đôi đấy, không giỡn đâu, giống nhau. Ôi, quá trời, Akali nó nẹt cho một cái đau dữ vậy trời. Ôi ơi, báo rồi, báo tới. Đúng là cái này là biết sao, cái này không phải là do thằng nào báo, cái này là do game nó báo tụi này. Game nó báo 7 thằng này. Vô là nó cho một cái hình nộm lãng quên thì nó cho một ấn KDA rồi. Mà nó vô nó còn pha đó là đáng lẽ là mình không lên, nếu mà cái pha đó mà có một sẻn là mình đâu lấy được. À, mình đâu lấy được tại nhưng mà nó cho ba sẻn. Ồ, nó khổ ở chỗ đó đó chứ. Ôi xa. Hay đấy, hay đấy. What? Bobby nữa nè, trời ơi. Bây giờ cái này đưa cho Bobby đi, cái bùa đỏ nè. Cái bùa đỏ này thì nói chung là đưa cho Bobby cũng cơ bản thôi, chứ không phải là gọi là best choice trong tầm giá, nhưng mà cái nó giờ có đồ cứ đưa đi, đưa trước rồi tính. À, còn hai lần nữa hả? Trời đất ơi, hai lần nữa là tới rồi. À, tới thời khắc quyết định rồi. Quá ghê, quá ghê, wow, trời đất ơi, Neko ba chăng, nghe quen lắm, nghe quen dữ lắm nha. Illaoi nữa nè, thôi, bây giờ trước tiên giờ mình bán bớt một một số con đi, ví dụ như con à mấy con này không không lên được thì mình bán mua Bobby vô luôn chứ. À, Bobby vô luôn là xoay cái nữa đủ nè, đúng chưa, xoay cái nữa đủ nè, hết steel nữa nè, nhưng mà bây giờ đưa con này vô có hai cái số tua nữa, ngon chưa anh em, thấy ngon chưa đó. Ghê 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 ghê. Vậy sao ăn nổi lại mình bạn, bài mình vừa có tăng vừa có đam mà quá ghê đi. Quá ghê đi, trời ơi, nó lại thơm ngon từ thịt, ngọt từ xương luôn. Shit. Tuyệt. Hảo à, hảo à. Ây da. Agri, quên rồi, còn Ari nữa, được. Ngon, hảo à. Vậy xong rồi, vậy khó lắm bạn ơi. Chưa tính tới việc là mình lên được một ấn thôi nè. Giờ bạn muốn không? 11 luôn. Mình 10, bây giờ 10 là cơ bản đúng không? Pha này lên 11 luôn cho anh em trầm trồ chơi. Chơi luôn, không lấy đồ luôn, lấy cái ấn cho tao. Đúng rồi, bố mày lên 11 luôn. Đó, lên 11 luôn. Vô đây chơi. Ừ, thoải mái luôn, không có gì vậy bạn không? Bây giờ thoải mái đi. Đồ đạc bây giờ cả đống, không có dùng nữa chứ. Nè đưa cho ai? Đưa cho con Illaoi. Tại sao? Con đó nó cũng cần máu. À, mà nên nhớ con nào mà cầm ấn thì nó sẽ được cộng máu lên rất là mạnh luôn đó, cho nên là đưa vô là đẹp. Thôi vậy pha này up chín thôi. À, pha này up chín thôi bạn, chứ bây giờ trễ nữa là có vẻ như là không lên chín kịp. Mà lên chín để làm gì, mình nói thiệt luôn á, lên chín để làm gì đây mới là vấn đề nè. À, lên chín giờ để con nào vô, ôi khổ dễ sợ luôn, vậy là đủ rồi đó. Trời ơi, Akali nó là nó gặt cho thì đúng kiểu luôn, là nó biến quá khôn lường vậy. Ok, good. Wow. Ghê nha. Rồi tiếp tục thôi.
38 rồi, bây giờ xả là lên chín được rồi đó, nhưng mà không cần thiết xả làm gì, đang thắng mà. Bài mình giờ thua kiểu chó gì bạn ơi. Bài bây giờ mình thua kiểu chó gì rồi, bây giờ phải xả tiền nào. Ôi ơi, thua thua gì tôi quên đi bạn, quên cái chữ thua đi, bây giờ trong từ điển chúng ta không có chữ thua. Chúng ta chỉ thắng thôi. Còn thắng bằng cách nào thì không biết. Nhưng mà giờ 10 caria rồi, không lẽ thua 11 chứ nhầm, 11. Được quá nha, nó còn rớt thùng nữa đó bạn, kiểu cảm giác giống như là có cái chiến lợi phẩm nó sướng dễ sợ luôn á. Ari 2 nữa nè, được quá luôn. Rồi bây giờ chín thôi. Và này chín thôi, trời hiệp quái nữa thì cũng chưa cần phải xả tiền gấp. Hiệp quái nữa phải là đẩy vô phát là tới trong luôn, quá đỉnh. Ôi chà. Quỳ liền luôn chứ không có nói nhiều phải không? Được. Được, 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 tao rất thích. Ok. Ok. Nào. Tiền đó, đúng rồi, tiền up level gấp 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 gấp. Xong rồi lên một cái nữa là đủ tiền up level luôn nè. Đó, thấy chưa? Trời ơi, hai giọt nước mắt à. Giọt nước mắt chảy ngược, quyền năng khổng lồ, chết tôi thiệt. Biết nãy lấy quyền năng khổng lồ luôn rồi, bỏ cái giáp vô cho con Akali chi, nó lẻ hết đồ của tôi. Sợ thật. Rồi, đó đúng rồi, bây giờ úp úp trước tiên là úp chính cái nhẹ. Đúng rồi, úp chính để con gì vô? Để con gì vô? Để con Akali vô, Akali 2 nè, để vô họ quá hợp lý luôn. Đúng không? Rồi bây giờ ấy da. Ấy da. Bobby, trời đất ơi, cũng là Bobby 2 luôn. Tới công chuyện nữa, tới công chuyện nữa, không lẽ là vậy ta? Ôi Bobby 3 mà cầm một một ấn Penta, quên một ấn Cardia vô này nó đập cho thì thôi luôn. Tại vì bạn biết 10 Cardia là nó hồi mana đó. Nó hồi mana rất là nhanh mà nó cộng máu với lại cái lượng sát thương rất là ổn định luôn. Trời ơi, đập. Wow. Bây giờ xoay thôi. Akali, trời đất ơi, Akali, Akali hú hồn Akali chưa, xoay cái nữa nè, Bobby, trời ơi, dữ vậy, hộ pháp nè, what the fuck, ôi Bobby Ari, trời đất ơi, Akali xong 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 xong. Coi lướt nè, xoẹt, trời ơi bốc bơi luôn, quá dữ. À, thua luôn vậy. Ok anh em đang xem, lại cho mình một like, ai chưa muốn đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình nhé, comment bên dưới anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện tất cả mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người, chúc mọi người chơi game vui vẻ, bye bye mọi người. Let it go.